Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình tọa đàm gặp gỡ lãnh đạo tháng 12. Chương trình kỳ này có chủ đề Bà Rịa Vũng Tàu hướng đến phát triển kinh tế xanh. Thưa quý vị, là một khái niệm còn khá mới mẻ ở Việt Nam, kinh tế xanh được hiểu đơn giản là một nền kinh tế có mức phát thải thấp, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo tính công bằng về mặt xã hội. Việt Nam hiện đang hướng đến phát triển một nền kinh tế xanh toàn diện bền vững, đạt mục tiêu hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Là một tỉnh năng động nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang có những động thái gì để xây dựng và phát triển kinh tế xanh? Chương trình tọa đàm gặp gỡ lãnh đạo ngày hôm nay sẽ đề cập đến vấn đề vừa nêu với sự tham gia của các khách mời. Tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Công Vinh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bà Rịa Vũng Tàu là luôn chú trọng phát triển các ngành kinh tế có thế mạnh về điều kiện tự nhiên, song đặc biệt là quan tâm bảo vệ môi trường sinh thái. Ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Phát triển công nghiệp xanh đang là xu hướng phát triển tất yếu. Ông Phạm Ngọc Thạch, Phó Trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam, viết tắt là VCCI. Bà Rịa Vũng Tàu có một cái bước tiến rất là mạnh mẽ. Trước khi bắt đầu nội dung trao đổi thì kính mời các vị khách mời cũng như quý vị khán cùng theo dõi một đoạn phim ngắn đã được phát sóng trên kênh truyền hình VTV4 về xu hướng phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam. Việt Nam là một nước nhỏ đang phát triển nhưng lại là một trong những nước chịu tác động nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Phát triển kinh tế xanh bền vững được Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam xác định chính là con đường để thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Nền kinh tế xanh là nền kinh tế gắn với sử dụng năng lượng tái tạo, carbon thấp, tăng trưởng xanh, khôi phục hệ sinh thái và giải quyết sinh kế gắn với phục hồi môi trường. Những năm gần đây, Việt Nam đã bắt đầu triển khai mạnh mẽ hơn các dự án năng lượng sinh học và năng lượng tái tạo, khuyến khích phát triển công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ xanh. Theo báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam năm 2021, với nguồn năng lượng mặt trời dồi dào và năng lượng gió phong phú, Việt Nam là nước có tiềm năng chuyển đổi xanh lớn nhất trong khu vực và sẽ là một trung tâm về năng lượng tái tạo tại khu vực Đông Nam Á. Còn theo số liệu của Ngân hàng Thế giới World Bank, Việt Nam xếp thứ 8 trong top 10 quốc gia có đầu tư vào năng lượng tái tạo cao nhất trên thế giới với tổng vốn đạt 7,4 tỷ đô la. Vâng, câu hỏi đầu tiên xin phép được đặt ra với vị khách mời đến từ thủ đô Hà Nội, ông Phạm Ngọc Thạch ạ. Thưa ông, thì tại hội thảo chỉ số xanh cấp tỉnh và việc tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thân thiện với môi trường do VCCI phối hợp với USAID tổ chức vừa qua, thì ông có khẳng định rằng VCCI sẽ cố gắng thực hiện các cái hoạt động để thúc đẩy chỉ số xanh tại các địa phương. Vậy thì xuất phát từ thực tế nào mà VCCI lại đặt ra cái nhiệm vụ này ạ? Chúng tôi nhận thấy được rằng là gì? Thứ nhất là về mặt những cái cam kết quốc tế của Việt Nam liên quan đến phát triển bền vững thì đã rất là mạnh mẽ, và trong cái tiến trình đó thì đồng thời Đảng và Nhà nước cũng rất là quan tâm tới vấn đề phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường. Chúng tôi cũng xuất phát từ một cái thực tế ở Việt Nam, đấy là câu chuyện là bản thân các doanh nghiệp cũng là một bên đóng góp quan trọng cho cái quá trình phát triển kinh tế, nhưng cũng đồng thời là một chủ thể rất là quan trọng trong cái quá trình bảo vệ môi trường. Từ những năm 2016 thì chúng tôi đã quan sát thấy những cái sự cố về môi trường nó diễn ra, và trong đó thì nó cũng ảnh hưởng rất là lớn tới phát triển kinh tế xã hội. Và từ trên cơ sở như vậy thì với những cái chủ trương định hướng lớn quan trọng của Đảng, Nhà nước đã nêu, thì VCCI với tính chất là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, chúng tôi cũng thực hiện cái trách nhiệm của mình là trong cái việc tham mưu cho Đảng và Nhà nước làm sao triển khai các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước một cách hiệu quả hơn, từ cái góc độ thúc đẩy cái sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp đến cái chủ đề này. Và vì vậy thì đây là những cái yếu tố để chúng tôi có đưa ra một cái sáng kiến để tích hợp cái chỉ số xanh mà hiện nay chúng tôi đang thí điểm triển khai trong cái chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, một cái chỉ số đã trong cơ khoảng 17 năm qua đã góp phần rất là quan trọng vào trong cái quá trình thúc đẩy cải thiện cái chất lượng môi trường kinh doanh của các địa phương, và rất là hy vọng trong cái thời gian tới với việc tích hợp cái chỉ số xanh này vào thì nó cũng sẽ giúp góp phần để nâng cao cái chất lượng điều hành kinh tế địa phương một cách cân bằng hơn, hướng tới các yếu tố về thân thiện môi trường hơn, để tạo ra cái sự thuận lợi
cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và đồng thời cũng chính là đóng góp vào cái sự phát triển bền vững của đất nước. Xin được cảm ơn những chia sẻ của ông. Thưa ông, thì được biết là nhân cái chuyến công tác tại Bà Rịa Vũng Tàu lần này thì VCCI có đặt ra một cái yêu cầu về nhiệm vụ xây dựng một bộ chỉ số xanh, và chắc hẳn thì trước khi chọn Bà Rịa Vũng Tàu là điểm khảo sát thì VCCI cũng đã có những cái khảo sát và cập nhật thông tin về Bà Rịa Vũng Tàu. Vậy thì đánh giá của ông như thế nào về hoạt động kinh tế, môi trường kinh tế cũng như cái mức độ xanh của Bà Rịa Vũng Tàu hiện nay ạ? Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những cái tỉnh thành phố mà có cái sự phát triển kinh tế xã hội vượt bậc trong rất nhiều năm qua. Và cụ thể ở đây thì chúng tôi cũng quan sát thấy là cái GDP bình quân đầu người của Bà Rịa Vũng Tàu là đã cỡ khoảng hơn 20 năm nay thì luôn luôn đứng đầu ở trên cả nước, và rõ ràng đây là một cái minh chứng rất là cụ thể cho cái sự phát triển rất là mạnh mẽ của Bà Rịa Vũng Tàu. Đồng thời thì chúng tôi cũng quan sát từ những cái dữ liệu điều tra của chúng tôi, cụ thể ở đây là ví dụ đối với chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PISA chẳng hạn năm 2021 thì chúng tôi đã quan sát thấy là Bà Rịa Vũng Tàu có một cái bước tiến rất là mạnh mẽ trong việc mà cộng đồng doanh nghiệp đánh giá về cái chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền. Vì vậy thì rõ ràng ở đây cũng có thể cho thấy được là những cái kết quả rất là đáng khích lệ mà từ phía cộng đồng doanh nghiệp cũng đã ghi nhận. Đồng thời với đó thì chúng tôi cũng thu thập một số những cái thông tin khác từ các bộ ngành có liên quan như Bộ Tài nguyên Môi trường rồi Tổng cục Thống kê về những cái thông tin số liệu liên quan đến vấn đề về bảo vệ môi trường của tỉnh, và cũng từ những cái dữ liệu như vậy chúng tôi cũng thấy được các bộ ngành cũng có những cái ghi nhận, những cái đánh giá rất là cao đối với công tác bảo vệ môi trường ở địa phương, và vì vậy chúng tôi cũng đã xác định là lựa chọn là Bà Rịa Vũng Tàu là một địa phương trong 5 địa phương mà chúng tôi tới tìm hiểu để có thể xây dựng vào tức là cái chỉ số xanh cấp tỉnh một cách hiệu quả hơn trong thời gian tới. Dạ vâng, trân trọng cảm ơn những chia sẻ của ông. Thưa các vị khách mời, thì kinh tế xanh là một yêu cầu rất là tất yếu, và bởi lẽ chúng ta không thể phát triển kinh tế sau đó mới tính đến yếu tố xanh cũng như là tính đến cái yếu tố bảo vệ môi trường. Về vấn đề này xin phép được đặt câu hỏi với ông Nguyễn Công Vinh ạ. Thưa ông, thì chủ trương chung của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện nay như thế nào về việc phát triển kinh tế xanh ạ? Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường hướng đến mục tiêu phát triển bền vững là một định hướng quan trọng của Đảng và Nhà nước. Hiện nay thì cái chỉ số xanh cấp tỉnh đã được triển khai thử nghiệm và chính thức lồng ghép trong khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI từ năm 2022. Mục tiêu phát triển của Bà Rịa Vũng Tàu đề ra tại nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ 7 nhiệm kỳ 2020-2025 là tiếp tục phát triển Bà Rịa Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Theo đó thu hút đầu tư có chọn lọc theo đúng mục tiêu định hướng của tỉnh, chú trọng kêu gọi đầu tư các dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, sức đầu tư cao hơn mức bình quân cả nước, có tính lan tỏa, giá trị gia tăng cao, ít tham dụng lao động, thân thiện với môi trường. Căn cứ quyết định số 882 ngày 22 tháng 7 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 21-30, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai lồng ghép, tích hợp các mục tiêu, nhiệm vụ tăng trưởng xanh vào các cái quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các ngành, lĩnh vực, địa bàn phù hợp với cái tình hình thực tế của địa phương. Thì hiện nay tỉnh đang chờ Bộ Kế hoạch Đầu tư quyết định cái hướng dẫn để căn cứ xây dựng cũng như chuẩn bị các cái điều kiện cần thiết, sẵn sàng để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hành động sau khi được ban hành. Trân trọng cảm ơn những chia sẻ của ông. Thưa ông, một yếu tố của kinh tế xanh đó chính là chúng ta sử dụng hiệu quả cái nguồn tài nguyên thiên nhiên. Và Bà Rịa Vũng Tàu may mắn sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, mà đặc biệt là dầu và khí. Đây cũng là thế mạnh để chúng ta thu hút đầu tư trong những năm qua. Vậy thì đánh giá của ông như thế nào về việc sử dụng hiệu quả cái nguồn tài nguyên thiên nhiên hiện nay trong cái việc phục vụ để phát triển kinh tế ạ? Bà Rịa Vũng Tàu thì có cái nguồn tài nguyên phong phú, đặc biệt là trữ lượng dầu mỏ lớn nhất cả nước. Thì tận dụng những giá trị tài nguyên biển, trong đó có tài nguyên quý giá là dầu và khí. Thì trong những năm qua, tỉnh có lợi thế phát triển kinh tế từ ngành công nghiệp dầu khí. Đây là ngành công nghiệp có sự đóng góp to lớn vào quy mô kinh tế và giá trị sản xuất công nghiệp. Thì trong những năm gần đây, thì tuy cái sản lượng khai thác dầu giảm xuống, tỷ trọng đóng góp của ngành trong GDP của tỉnh cũng giảm, song khai thác dầu và khí và dịch vụ dầu khí vẫn là ngành kinh tế biển quan trọng của tỉnh. Thì ngành công nghiệp khai thác vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất trong các ngành công nghiệp cấp 1
của tỉnh với tỷ trọng là 55,5%. Đây là cái động lực quan trọng để phát triển nhiều cái ngành công nghiệp khác, đặc biệt là công nghiệp hóa dầu của tỉnh. Thì các cái sản phẩm từ dầu khí còn là nguồn nguyên liệu đầu vào quan trọng cho các hoạt động sản xuất, các sản phẩm công nghiệp có giá trị cao như khí, điện, đạm, thép, nhựa hóa chất và phân bón, phục vụ cho nhu cầu sản xuất công nghiệp không chỉ riêng cho tỉnh mà còn phục vụ cho cả khu vực Đông Nam Bộ. Thì đã có một số dự án lớn sản xuất các cái sản phẩm công nghiệp liên quan đến dầu khí đang triển khai, như là cái tổ hợp hóa dầu miền Nam, rồi nhà máy sản xuất hạt nhựa và kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng LPG của tập đoàn Hiệp Sung, rồi đạm Phú Mỹ, thì tới đây là cái trung tâm điện lực Long Sơn. Và các dự án này cũng sẽ góp phần tác động phát triển lan tỏa đến các ngành kinh tế khác trên địa bàn tỉnh và cả khu vực. Cùng với đó thì hoạt động chế tạo đóng mới dạng khoan dầu khí cũng phát triển khá mạnh, góp phần đánh dấu Việt Nam là một trong 3 nước trong khu vực châu Á, là một trong 10 nước trên thế giới chế tạo được dàn khoan đạt chuẩn quốc tế. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các cái tiềm năng lợi thế, thì Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7 nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục xác định một trong những cái nhiệm vụ quan trọng là xây dựng cái mô hình kinh tế bền vững dựa vào công nghiệp, cảng biển, tập trung đầu tư hạ tầng giao thông đa phương thức, kết nối liên vùng, khu vực và quốc tế nhằm tăng cái năng lực khai thác cụm cảng cái mới thị vải và phát triển du lịch, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế du thuyền, thúc đẩy phát triển du lịch bằng đường biển, phát triển bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo hướng bền vững, kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm các cái hành vi hủy diệt nguồn lợi thủy sản. Xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ của ông. Thưa quý vị, tại hội nghị thượng đỉnh COP26 diễn ra ở Vương quốc Anh năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đưa ra một cam kết Việt Nam sẽ thực hiện net zero vào năm 2050. Và tại hội nghị, vai trò của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong chuỗi cung ứng thượng nguồn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam được tổ chức tại khu công nghiệp Phú Mỹ 3 vào đầu tháng 11 vừa qua. Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã thông tin đến các nhà đầu tư về cam kết của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong việc thực hiện net zero vào năm 2050. Về vấn đề này thì chúng tôi cho rằng việc sớm loại bỏ các cái dự án gây ô nhiễm môi trường ra khỏi bản đồ kinh tế là một vấn đề hết sức nghiêm túc. Xin được đặt câu hỏi với lãnh đạo Sở Công Thương ạ. Thưa ông Lê Văn Danh, nhận định của ông như thế nào về việc bảo vệ môi trường của các dự án công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện nay ạ? Và khi nói đến nền kinh tế với các ngành công nghiệp xanh, thân thiện với môi trường, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo gắn với bảo vệ môi trường, là chúng ta đang đề cập đến nền kinh tế xanh hay còn gọi là nền kinh tế tuần hoàn. Thì theo đánh giá của tôi á, hoạt động bảo vệ môi trường tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng như các dự án tư cấp tại các khu cụm công nghiệp hiện đang được thực hiện rất tốt. Đó là lý do cách đây gần 10 năm, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chúng ta cũng đã nhận thức rất sớm về vấn đề sản xuất sạch, xanh, thân thiện với môi trường thông qua định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, không chấp nhận các dự án sử dụng công nghệ cũ, lạc hậu, tiêu tốn nhiều tài nguyên thiên nhiên, gây hại đến môi trường. Thì hiện nay trên địa bàn tỉnh có 12 trên 13 khu công nghiệp đang hoạt động đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung. Đặc biệt là tại khu công nghiệp Phú Mỹ 3, hệ thống xử lý nước thải đã đạt cột A và là cấp độ cao nhất đối với nước thải ra môi trường. Và có 11 khu công nghiệp đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nước thải. Hầu hết các doanh nghiệp thứ cấp trong khu công nghiệp đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải thì sơ bộ khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp. Thì riêng đối với cụm công nghiệp thì trong số 6 cụm đi vào hoạt động thì có 5 cụm có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Còn lại thì cụm công nghiệp Tóc Tiên hiện nay chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Lý do là cũng chưa có hoàn thiện xong cái hệ thống cơ sở hạ tầng. Thì vừa qua thì Ủy ban tỉnh cũng đã ban hành quyết định số 08 ngày 21 tháng 4 năm 2022 quy định phân vùng tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì theo đó cũng quy định là nước thải phát sinh từ hoạt động của khu công nghiệp, cụm công nghiệp phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải tương ứng với cột A trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Nước thải không phân biệt mục đích sử dụng của nguồn nước và các doanh nghiệp phải hoàn thành việc này trước ngày 1 tháng 1 năm 2024. Sở Công Thương đã có văn bản hướng dẫn cụm công nghiệp Bominvina về việc nâng cấp hệ thống xử lý nước thải để đạt được cột A theo quy định. Thì ngoài ra thì kể từ năm 2020, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã bắt đầu hợp tác với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA để triển khai cái dự án khu công nghiệp xanh kiểu mẫu với sự tài trợ của tổ chức JICA.
Thưa ông ạ, Bà Rịa Vũng Tàu đang là một trong những cái trung tâm năng lượng của quốc gia. Về vấn đề này thì ông có thể cho biết về cái định hướng phát triển nguồn năng lượng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện nay, và theo ông thì yếu tố xanh trong cái lĩnh vực này thì liệu có cái điều gì đáng lo ngại hay không ạ? Mục tiêu phát triển chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, sạch, bền vững, tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo, đồng thời phát triển có chọn lọc các dự án nguồn điện nhằm đảm bảo phù hợp với quy hoạch điện lực quốc gia, quy hoạch tỉnh được cấp thẩm quyền phê duyệt và định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thì trọng tâm của chương trình cũng khuyến khích phát triển nguồn điện gió ngoài khơi, điện khí LNG, phát triển nguồn điện sinh khối, điện trác gắn với xử lý môi trường, điện mặt trời mái nhà, với mục đích chủ yếu là tự dùng, không khuyến khích thu hút đầu tư phát triển các dự án nguồn điện mặt trời chiếm dụng đất nhiều và trong phạm vi bảo vệ hồ chứa nước sinh hoạt. Thì ngoài ra, nhằm mà xanh hóa ngành năng lượng thì chương trình hành động cũng đã đề ra những cái giải pháp, thì trong đó áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn và thông qua khai thác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên nền tảng khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ bền vững để nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát huy lợi thế cạnh tranh của tỉnh và nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Thì do vậy, việc chuyển ngành năng lượng theo hướng xanh đó là xu thế tất yếu và là quyết tâm thực hiện mạnh mẽ của toàn cầu nói chung và của Việt Nam nói riêng. Bà Rịa Vũng Tàu cũng mong muốn phát triển bền vững, đảm bảo an ninh năng lượng thì cũng phải nằm trong cái xu thế này. Dạ vâng ạ, như vậy là trong cái xu thế chung về phát triển một nền kinh tế xanh thì hướng đến một nguồn năng lượng xanh cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng, đúng không ạ? Trân trọng cảm ơn những chia sẻ của ông. Kính thưa quý khán giả, một vấn đề cần được quan tâm là làm thế nào trong quá trình phát triển kinh tế chúng ta hài hòa được với việc bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên. Nghị quyết số 36 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt ra mục tiêu phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển. Về vấn đề này thì xin phép được đặt câu hỏi với ông Phạm Ngọc Thạch ạ. Thưa ông thì trong cái việc thiết lập xây dựng một bộ chỉ số xanh của VCCI lần này thì có đề cập đến vấn đề này hay không ạ? Ở đây thì chúng tôi đang tập trung vào một số những khía cạnh. Thứ nhất là mình là những cái làm sao giảm thiểu những cái tác hại, những cái vấn đề mà từ vấn đề ô nhiễm môi trường có gây ra, do vậy nó rất là trực tiếp mà liên quan đến cái nội dung mà chị vừa mới trao đổi. Cái điểm thứ hai nữa là trong cái chỉ số xanh thì chúng tôi cũng tập trung vào câu chuyện là làm sao là cũng phải giảm thiểu ở một góc độ rộng hơn, đấy là câu chuyện là những cái tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Và do vậy thì nó cũng có một cái khía cạnh mà cũng được liên quan. Chúng tôi trong cái chỉ số xanh này đang dự kiến cũng thiết kế theo hướng là nó sẽ phải đo lường, đánh giá làm sao để tối đa hóa được những cái tác động tích cực từ vấn đề chính sách và thực thi chính sách từ các cái cơ quan chính quyền của các địa phương trong việc thực hiện những cái công tác về phát triển kinh tế và gắn với bảo vệ môi trường. Và một cái điểm cuối cùng nữa là chúng tôi tập trung vào câu chuyện làm sao để có thể tối đa hóa được việc chuyển động của và thay đổi được từ cái nhận thức và sang cái hành vi của doanh nghiệp trong cái vấn đề này. Ở đây thì chính là câu chuyện làm sao cho để có thể khuyến khích, thúc đẩy các doanh nghiệp họ tăng cường đầu tư để làm sao có những cái công nghệ vận hành các cái doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của mình nó được thân thiện với môi trường hơn, xanh hơn, sạch hơn trong toàn bộ cái tiến trình đó. Cảm ơn những chia sẻ của ông. Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với nền kinh tế xanh của Bà Rịa Vũng Tàu. Trước khi tiếp tục chương trình thì kính mời các vị khách mời cũng như quý khán giả sẽ theo dõi một phóng sự ngắn về tiềm năng lợi thế của huyện Xuyên Mộc hiện nay. Sở dĩ chúng tôi chọn huyện Xuyên Mộc để đưa vào phóng sự trong chương trình này vì đây là địa phương có sự hội tụ của một hệ sinh thái thiên nhiên quý giá. Và Xuyên Mộc cũng là địa phương đang có những bước phát triển kinh tế thần tốc trong những năm gần đây, từ một huyện thuần nông trở thành một địa phương với nhiều dự án kinh tế lớn. Cùng với 32 km bờ biển, với bãi cát có độ dốc thoải, khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu Phước Bủ, quần thể suối nước nóng Bình Châu, nhiệt độ lên đến 82 độ C. Xuyên Mộc có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế xã hội, nhất là du lịch, từ một huyện thuần nông thành một điểm du lịch thu hút ở phía Nam. Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7 và nghị quyết Đảng bộ huyện Xuyên Mộc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025
đã đạt mục tiêu xây dựng và phát triển nơi đây thành trung tâm du lịch mới của tỉnh. Trong đó, ưu tiên phát triển du lịch biển, du lịch sinh thái dưới tán rừng, kết hợp nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp công nghệ cao. Tận dụng được tối đa những lợi thế tự nhiên đặc sắc song song với việc bảo tồn rừng, không gian sinh thái. Hiện nay, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc có 83 dự án du lịch được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng diện tích gần 3.000 hectare, tổng vốn đăng ký gần 20.000 tỷ đồng. Đây là cơ sở để phát triển kinh tế. Trong đó, lĩnh vực du lịch dịch vụ là mũi nhọn. Huyện sẽ từng bước đưa các loại hình du lịch gắn với cộng đồng, phát huy hiệu quả không gian biển và các sản phẩm du lịch trên biển, hướng dẫn người dân cùng doanh nghiệp làm du lịch bằng chính sản phẩm của mình. Xuyên Mộc đã và đang đảm bảo mục tiêu hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo tồn hệ sinh thái thiên nhiên bền vững. Vâng, huyện Xuyên Mộc đã và đang chuyển mình mạnh mẽ và trở thành địa phương thu hút đầu tư phát triển du lịch danh tiếng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Từ một huyện thuần nông, nay cơ cấu kinh tế của huyện đã có sự chuyển dịch mới. Chúng ta cũng đã thấy những dự án du lịch lớn đang xây dựng dựa vào tiềm năng hơn 30 km bờ biển tuyệt đẹp, tập trung trên cung đường Bình Châu Phước Bửu. Từ thực tế ở huyện Xuyên Mộc thì đã minh chứng rằng Bà Rịa Vũng Tàu luôn chú trọng phát triển các ngành kinh tế có thế mạnh điều kiện thiên nhiên, song đặc biệt quan tâm bảo vệ môi trường sinh thái. Về vấn đề này thì xin phép được đặt câu hỏi với ông Nguyễn Công Vinh ạ. Với cái định hướng đó thì Bà Rịa Vũng Tàu có những cái chiến lược gì trong việc phát triển kinh tế đi đôi với bảo tồn sinh thái, hệ sinh thái tự nhiên thưa ông? Bà Rịa Vũng Tàu là luôn chú trọng phát triển các cái ngành kinh tế có thế mạnh về điều kiện tự nhiên, song đặc biệt là quan tâm bảo vệ môi trường sinh thái. Nội dung này cũng đã được tích hợp vào trong các cái quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế của tỉnh. Đồng thời là triển khai thực hiện các cái giải pháp trong thực tế như sau: như tại các cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, 5 năm và quy hoạch tỉnh thời kỳ 21-30 rồi tầm nhìn đến 2050 thì tỉnh cũng đã lồng ghép tích hợp vào các cái mục tiêu chỉ tiêu bảo vệ môi trường trong các quy hoạch kế hoạch, đảm bảo là phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường. Thì trong cái hệ thống các cái chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thì có hệ thống chỉ tiêu về bảo vệ môi trường, như là cái tỷ lệ là người dân sử dụng nước sạch tại đô thị và nông thôn, rồi cái tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp xây dựng cái hệ thống thu gom và xử lý nước thải để đạt cái tiêu chuẩn môi trường, rồi các cái đô thị trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây dựng cái hệ thống thu gom và xử lý nước thải là đạt tiêu chuẩn môi trường, rồi cái tỷ lệ mà thu gom xử lý các loại chất thải rắn, rồi tỷ lệ xử lý chất thải rắn nguy hại, rồi chất thải rắn y tế cũng được thu gom xử lý, rồi cái tỷ lệ mà che phủ cây xanh, rồi tỷ lệ che phủ rừng. Tỉnh luôn tăng cường là các hoạt động kiểm tra, giám sát bảo vệ môi trường và thực hiện đầy đủ các giải pháp nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Thì trong năm 2022 vừa rồi thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành cái chỉ thị số 33 về tăng cường cái sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2025. Ủy ban tỉnh cũng đã ban hành và triển khai kế hoạch số 85 ngày 19 tháng 5 2022 và thực hiện cái nghị quyết số 22 ngày 1 tháng 3 2022 của Chính phủ về ổn định cái di dân cư tự do và quản lý sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông lâm trường trên địa bàn tỉnh, rồi công bố danh mục bản đồ khoanh vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh, và tỉnh đang xây dựng cái đề án và quản lý chất thải rắn và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh, và thực hiện các cái nhiệm vụ liên quan đến lựa chọn được cái nhà đầu tư để thực hiện các dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt phát điện trong khu cái xử lý rác thải tập trung tại Tóc Điên và cái sự dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Côn Đảo. Đối với huyện Xuân Mộc thì nơi có điều kiện tự nhiên hết sức ưu ái, có biển, có rừng, đặc biệt là cái khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu Phước Bửu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn quan tâm phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, thì bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên. Thì quan điểm của tỉnh thì qua các cái thời kỳ thì không chỉ riêng đối Xuân Mộc, còn là định hướng phát triển của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là không đánh đổi môi trường để lấy phát triển kinh tế một cách đơn thuần. Tỉnh luôn kiên định và quán triệt cái quan điểm là đẩy mạnh thu hút đầu tư theo hướng lựa chọn công nghệ hiện đại, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, đất đai và thân thiện với môi trường. Xin được cảm ơn những chia sẻ của ông.
Thưa kính thưa quý vị, Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài, và thế mạnh này tiếp tục được Bà Rịa Vũng Tàu phát huy nhằm gia tăng nguồn vốn đầu tư vào tỉnh trong năm 2023. Sau một thời gian thu hút đầu tư một cách ồ ạt, thì quan điểm hiện nay của Việt Nam nói chung và Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng là thu hút đầu tư một cách có chọn lọc, bởi quỹ tài nguyên cũng không còn nhiều để thu hút đầu tư một cách dàn trải. Về vấn đề này thì xin phép được đặt câu hỏi với ông Lê Văn Danh ạ. Thưa ông, với ngành công nghiệp của Bà Rịa Vũng Tàu thì cái đường hướng để thu hút đầu tư có chọn lọc như thế nào để đảm bảo cái yếu tố xanh ạ? Xu hướng phát triển công nghiệp xanh đang là xu hướng phát triển tất yếu đối với nền kinh tế phát triển của một quốc gia và gắn với mô hình phát triển bền vững. Thì phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã xác định mục tiêu tiếp tục phát triển Bà Rịa Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Thì trong đó về công nghiệp, Đại hội cũng đã định hướng chỉ đạo tập trung phát triển công nghiệp theo chiều sâu và phát triển mạnh công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với công nghệ thông minh. Thì theo đó, một số cái định hướng thu hút đầu tư chọn lọc để đảm bảo yếu tố xanh cụ thể như sau. Thứ nhất là tiếp tục để mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ. Ưu tiên thu hút các công ty đa quốc gia có thương hiệu quốc tế và có năng lực cạnh tranh cao, hình thành chuỗi cung ứng sản xuất, kiên trì thu hút đầu tư có chọn lọc các dự án có quy mô lớn, có công nghệ hiện đại, tiêu thụ ít năng lượng, giá trị gia tăng cao, không thâm dụng lao động, thân thiện với môi trường. Thứ hai đó là thu hút đầu tư phát triển các ngành sản xuất xanh mới, hạn chế phát triển các ngành phát sinh chất thải lớn gây ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, chú trọng ứng dụng công nghệ xanh, hệ thống quản lý và kiểm soát hoạt động sản xuất để tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải, cải thiện môi trường sinh thái. Thứ ba đó là thu hút đầu tư phát triển hạ tầng các khu cụm công nghiệp đồng bộ hiện đại, xây dựng khu cụm công nghiệp sinh thái bền vững, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong xây dựng, vận hành và quản lý khu cụm công nghiệp, tập trung xây dựng hình thành khu công nghiệp kiểu mẫu, khu công nghiệp thông minh theo định hướng sinh thái và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành tại tỉnh do tổ chức JICA tài trợ. Và thứ tư đó là thúc đẩy phát triển, triển khai đầu tư các dự án điện khí, năng lượng tái tạo có quy mô lớn được phê duyệt trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, phát triển ngành công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Thưa ông Nguyễn Công Vinh ạ, thông điệp của chính quyền Bà Rịa Vũng Tàu như thế nào trong việc thu hút đầu tư, đặc biệt là các cái doanh nghiệp nước ngoài thưa ông? Ngày 11 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã ban hành cái quyết định số 3152 phê duyệt cái kế hoạch hành động triển khai thực hiện nghị quyết số 58 ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, và cái kế hoạch số 71 ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị về cái định hướng hoàn thiện thể chế chính sách nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến 2030. Đây là các văn bản pháp lý hết sức quan trọng, là cơ sở để tỉnh thu hút đầu tư cùng với việc phát triển bền vững kinh tế xanh. Thì trong thu hút đầu tư thì tỉnh kiên trì cái mục tiêu thu hút đầu tư của chọn lọc gắn với bảo vệ môi trường, thì phát triển kinh tế xanh, hạn chế phát thải ra môi trường để đẩy mạnh phát triển bốn cái trụ cột kinh tế của tỉnh là công nghiệp, cảng biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao. Thì giai đoạn phát triển mới mang lại cho chúng ta những cái cơ hội thuận lợi nhưng vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn hoan nghênh và chào đón tất cả các cái ý tưởng, sự đầu tư của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các nhà đầu tư lớn có năng lực kinh nghiệm. Thì mỗi đồng vốn của doanh nghiệp bỏ ra trên vùng đất này đều được trân trọng. Tỉnh xem thành công và phát triển của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm đối với sự phát triển của tỉnh. Thì các cấp chính quyền của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ thực hiện đầy đủ các cái cam kết đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể khai thác, phát huy đem lại lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp, bảo đảm lợi ích cho nhà nước, đem lại sự phồn vinh, hạnh phúc và cho nhân dân. Cảm ơn những chia sẻ của ông. Thưa ông Phạm,
Qua chương trình ngày hôm nay thì ông cũng đã lắng nghe những chia sẻ của các lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về những bước đi cũng như là những cái nỗ lực của Bà Rịa Vũng Tàu để xây dựng một nền kinh tế xanh. Và thì nhân đây ông có những ý kiến, những đóng góp và những cái kiến nghị gì về cho Bà Rịa Vũng Tàu trong cái việc để phát triển nền kinh tế xanh ạ? Chúng tôi quan sát từ thực tế cũng thấy hiện nay là nhiều tỉnh thành phố khác hiện nay cũng đang đứng trước những áp lực rất là lớn, bởi vì phải chuyển đổi cái mô hình phát triển của mình từ việc thu hút đầu tư giàn trải như trước đây, và thậm chí và hệ quả cũng đã có rồi, liên quan đến những cái yếu tố về vấn đề ô nhiễm môi trường cũng đã xảy ra ở rất là nhiều tỉnh thành phố. Và vì vậy thì rõ ràng nó là những cái bài toán rất là lớn đối với cơ quan chính quyền của các tỉnh thành phố. Đối với Bà Rịa Vũng Tàu thì theo chúng tôi là để có thể tiếp tục làm sao để có thể thực hiện một cách hiệu quả đấy, thì có thể cân nhắc một số những yếu tố sau. Thứ nhất là trong việc thực hiện những chủ trương chính sách chung của Đảng và Nhà nước như vậy thì rõ ràng là chúng ta cần phải nắm rất là chắc những cái quy định pháp luật mà có liên quan ở trong vấn đề này, trong cái hệ thống cơ quan chính quyền của chúng ta, để thứ nhất là đối với cán bộ mà có thể giải quyết những cái thủ tục mà có liên quan ấy, thì có thể thực hiện nó một cách có thể là hiệu quả hơn. Cái thứ hai nữa, từ những cái việc nắm chắc những quy định đấy, thì điều quan trọng nhất là đối, như chúng ta cũng đã có trao đổi hôm nay, một cái đối tác rất là quan trọng trong cái tiến trình này không chỉ là cơ quan chính quyền đúng không, mà chính là từ cái chủ thể là doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp cũng đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng. Chúng tôi cho rằng là đối với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì cũng cần làm sao tiếp tục là nâng cao được cái chất lượng của cái công tác thông tin phổ biến về mặt chính sách, về mặt pháp luật tới cộng đồng doanh nghiệp, và cũng như là kể cả với những cái nhà đầu tư. Hiện nay thì cũng như là tỉnh thì cũng đặt ra một cái chiến lược rất là rõ ràng trong thu hút đầu tư mà tập trung vào công nghệ cao và sạch và thân thiện với môi trường. Một cái điểm khác thì chúng tôi cũng muốn đề xuất đấy là câu chuyện là hiện nay thì đối với những cái cam kết về quốc tế của chúng ta thì Việt Nam đã có những cam kết rất là mạnh mẽ, và cộng đồng quốc tế cũng rất là ủng hộ Việt Nam. Chúng ta cũng đã thấy được là với những cái nhiều tổ chức tài chính ở trên thế giới cũng đã có những cái cam kết huy động tài chính liên quan đến tín dụng xanh, liên quan đến việc hỗ trợ Việt Nam đạt được cái mục tiêu cam kết phát thải ròng đến năm 2050, thì cũng đã có những cái cam kết tương đối là chắc chắn. Nhưng mà điều quan trọng là gì? Là làm sao để chúng ta trên cái những cái cơ hội đó, chúng ta, Việt Nam của chúng ta nói chung cũng như là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng, chúng ta có thể có được một cách thức để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận được những cơ hội đó. Những cái nguồn tín dụng xanh từ bên ngoài là như thế nào chẳng hạn, thì cái cách thức tiếp cận ra sao, cách thức để đạt được những cái yêu cầu của đối tác nước ngoài là như thế nào, để cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận được những cơ hội đó. Thì theo chúng tôi, nếu như có một cách thức hỗ trợ doanh nghiệp liên quan đến vấn đề này. Vâng ạ, trân trọng cảm ơn những sự tư vấn và chia sẻ từ ông ạ. Kính thưa quý vị, thực tế cho thấy trái đất đã phải gánh chịu những hậu quả khôn lường do những tác động chủ quan của con người đến môi trường sống, thể hiện qua sự biến đổi khí hậu trong những năm gần đây. Xây dựng một nền kinh tế xanh, nền kinh tế vừa thỏa mãn nhu cầu tăng trưởng, vừa giải quyết được những thách thức về môi trường là cách thức duy nhất nhằm sửa lỗi với tương lai, đưa nhân loại vào thời kỳ hiện đại một cách cân bằng. Qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rất mong các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp và người dân chia sẻ và cùng chung tay với chính quyền để cùng hợp lực phát triển thành công nền kinh tế xanh bền vững vì cuộc sống của chính chúng ta. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình tọa đàm với chủ đề Bà Rịa Vũng Tàu hướng đến phát triển nền kinh tế xanh. Xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình cùng chúng tôi. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.